các bạn thấy là sau khi mình mở đèn lên và kết hợp với cái ốp mão của 350 thì các bạn thấy nó có khác biệt và nó có ngầu hơn không. Đây cái chi tiết này, đây, chi tiết này là chi tiết của ốp mão 350 ốp vô. Rồi anh em thấy là cái ốp mão của 350 gắn vô rồi mở đèn lên, anh em thấy đó cũng khá là ngầu đó chứ hả anh em, có đáng để anh em lên nâng cấp không, anh em nâng cấp lên đồ chơi này đó. Ngày mai sẽ có cái clip rất là thú vị mà anh em đón xem, rất là nhiều món của SH350 gắn qua cho con 150 chăng, hay là những đồ chơi của 350 nó có những đồ chơi nào thú vị mà anh em cùng đếm xem nha. Ok, xin chào cả nhà. Thì bữa nay là chiều ngày mùng 6 tây, chiều 6 tây ha, tháng 12, thì mình có một cái ốp đồ chơi cho con SH350 và mình đã gắn lên con xe của mình là dòng 2020-2021 để anh em thấy nó có khác biệt hay là nó có cá tính và nó có đẹp hơn, có đáng để anh em lên đồ chơi này hay không. Cái món đồ chơi này xương xương là ở ngoài thị trường mình nghe nói đâu đó là khoảng 1,4 triệu nha anh em, gồm 4 món, hai cái miếng nhựa màu đen này, cái phần giữa màu đen này với lại cái phần mạ chrome này. Thì con 350 á nó có cái đồ chơi này, nó gắn qua y chang vừa luôn anh em, anh em chỉ cần gỡ con ốc của cái kia ra là anh em gắn lại liền được ha. Cái này mua về tự gắn rất là dễ, không cần phải thợ thầy gì hết. Rồi những cái món đồ chơi nào cho con 350 gắn được lên cho con 150-125, và mình muốn nhắn nhủ là shop Tín Đạt có mà tiền thân là phụ kiện thành.com đó, thì có rất là nhiều đồ chơi từ con SH2014-15, SH Mod, Vision, Dream và rất là nhiều phiên bản khác nữa, anh em có thể lên đó để anh em xem tham khảo. Rồi chúc mừng anh em nào đã thay và hài lòng và đã mua được những cái món này sớm, còn lại những anh em chưa mua được thì anh em cố gắng tìm và chờ, có thể là lên trên kênh của mình để liên hệ, mình sẽ để lại số điện thoại của shop để anh em tiện liên hệ nha. Rồi chào anh em, chúc anh em thật nhiều sức khỏe nha. Mm-hmm.